Đây được mệnh danh là chiếc máy bay không bao giờ bị bắn hạ. Mỗi khi khởi hành thì sẽ có đội máy bay chiến đấu di chuyển theo để thực hiện công tác bảo vệ. Nó còn giữ kỷ lục chuyến bay kéo dài một tuần trên không trong một lần khởi hành. Nếu như chiến tranh xảy ra, nó sẽ trở thành cơ quan chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Hoa Kỳ. Được cho là kể cả ngày tận thế đến bởi chiến tranh hạt nhân nổ ra, thì cũng đảm bảo được sự an toàn của Tổng thống. Nó chính là máy bay chuyên dụng của Tổng thống Hoa Kỳ, không lực 1 Air Force One. Vậy chiếc máy bay này thật sự bất khả chiến bại sao? Hay chỉ là lời đồn thổi thôi? Bên trong nó có ẩn giấu những thiết bị công nghệ cao như thế nào? Hôm nay hãy cùng tìm hiểu nhé! Máy bay không lực 1 không phải là một chiếc máy bay cụ thể nhất định, mà là tên gọi cho bất kỳ chiếc máy bay nào được dùng để chuyên chở Tổng thống Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là mỗi Tổng thống đều có sự lựa chọn khác nhau cho máy bay chuyên dụng của mình. Tổng thống Mỹ hiện tại có 2 chiếc không lực 1 được cải tiến dựa trên chiếc Boeing 747 có số đuôi là 28.000 và 29.000. Hai chiếc máy bay này có cấu tạo y hệt nhau, chỉ là một chiếc là máy bay chính và chiếc còn lại là máy bay dự phòng. Là chiếc máy bay thiết kế riêng biệt, thể hiện sự quyền lực của Tổng thống Mỹ, không lực 1 có giá tiền rất đắt đỏ. Những chiếc không lực 1 có trị giá khoảng 3,2 tỷ đô la. Biết rằng một chiếc Boeing 747 bình thường chỉ có giá khoảng 420 triệu đô la Mỹ, sự chênh lệch giá trị ở đây vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên số tiền đó không hề phung phí, tất cả các vật dụng và thiết bị được bố trí bên trong sẽ làm bạn cảm thấy rất xứng đáng với số tiền bỏ ra. Đầu tiên, nó được trang bị 4 động cơ đơn nặng 25,7 tấn với hệ thống tiêm FSI, tốc độ bay trên 1.000 km/h, độ cao lên đến 10.000 m và tầm bay tới 13.000 km. Ngoài ra, một khi không lực 1 bị tấn công, dù cho 3 động cơ bị phá hủy hoàn toàn, thì một động cơ còn lại vẫn đủ để máy bay tiếp tục vận hành, bảo đảm máy bay có thể hoạt động bình thường trên không và tiếp đất an toàn. Không lực 1 cũng được mệnh danh là Nhà Trắng di động, có nghĩa là Tổng thống có thể sử dụng thiết bị có hệ thống đưa tin hiện đại nhất trên máy bay để điều khiển nước Mỹ từ xa. Trên máy bay trang bị 87 điện thoại và 10 máy tính để phục vụ cho việc tiếp nhận thông tin và đưa lệnh chỉ đạo xuống cho các hoạt động dưới mặt đất, thậm chí có thể giữ được liên lạc kể cả khi máy bay ở trong vụ nổ hạt nhân. Nói tóm lại, những gì làm được ở Nhà Trắng thì trên không lực 1 cũng sẽ làm được như thế. Đương nhiên rồi, nếu chỉ có như thế thì không lực 1 chưa thể gọi là bất khả chiến bại. Bạn có tin nổi không, không lực 1 hao tốn hàng tỷ đô la, thậm chí còn chẳng có một thang cuốn tự động. Nhìn đi! Nhưng chiếc máy bay này lại không bao giờ bị đánh bại được. Không những có thể né khỏi sự truy kích của hỏa tiễn, còn có thể chống chịu được trong vụ nổ hạt nhân. Không lực 1 được mệnh danh là chiếc máy bay an toàn nhất trên thế giới. Tất cả đều nhờ những thiết bị tiên tiến và hiện đại nhất được trang bị đầy đủ trên máy bay. Vì muốn bảo vệ sự an toàn của người trên máy bay, lớp vỏ bề ngoài của thân máy là một lớp áo giáp thật dày, được tạo thành từ vật liệu chống cháy nổ hiện đại nhất, có thể chống chịu sự chấn động mà vụ nổ hạt nhân mang lại. Tất cả các cửa sổ trên máy được làm từ kính chống đạn an toàn nhất thế giới, cực kỳ chắc chắn. Khi gặp phải tình huống xấu nhất còn có hệ thống bệ phóng tự động, có thể tự vận hành khi trong tình huống nguy cấp, phóng Tổng thống ra bên ngoài, cứ như là một không gian nhỏ cho công tác cứu viện. Ngoài ra, máy bay còn trang bị hàng loạt hệ thống tiên tiến đánh lửa vũ khí phòng không. Khi có hỏa tiễn tấn công, có thể dùng sóng gây nhiễu để đánh lừa hỏa tiễn, thay đổi hướng tấn công của nó. Còn đối với hỏa tiễn nhiệt có chức năng tấn công theo định vị, thì nó có thể phóng ra nhiều đạn tín hiệu để làm mồi nhử, rối nhiễu mục tiêu tấn công để cho máy bay chính thoát hiểm. Ngoài hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất mà bản thân không lực 1 tự trang bị, bên ngoài còn có đội quân máy bay chiến đấu hiện đại nhất di chuyển theo, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tổng thống trong suốt chuyến bay. Đội quân trên không trung có thể là những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của Hoa Kỳ như F-22, F-15, F-16. Sự sắp xếp hoàn hảo như thế, dưới bất kỳ tình huống nguy cấp nào, cũng có thể đảm bảo cho không lực 1 có thể phản ứng kịp thời với sự tấn công của kẻ địch và đồng thời đánh trả chúng. Hơn nữa, hai chiếc không lực 1 có hình dạng giống hệt nhau. Hai chiếc cùng nhau khởi hành, người ngoài không biết được Tổng thống Mỹ đang ngồi trên chiếc nào. Một khi bị hỏa tiễn tấn công, máy bay dự bị sẽ sử dụng sóng công nghệ cao để thu hút hỏa tiễn đang bay đến để bảo vệ sự an toàn cho Tổng thống trên máy bay chính. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một góc nhỏ thôi, nhiều tính năng của không lực 1 vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Như vậy, chiếc không lực 1 bất khả chiến bại này có những khuyết điểm gì không? Dây điện phục vụ cho hệ thống thông tin có tổng chiều dài lên đến hàng km. Tất cả các thiết bị liên lạc đều đảm bảo cho việc Tổng thống trên không lực 1 có thể kịp thời đưa các lệnh chỉ đạo hành chính và lệnh chỉ đạo quân sự đến các cơ quan chuyên trách bên dưới. Trong đó bao gồm cả lệnh tấn công hạt nhân khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Đảm bảo việc không lực 1 trong tình huống nguy kịch có thể thông qua các thiết bị liên lạc trên này thông báo kế hoạch tác chiến cho đội quân chiến đấu của Mỹ và chi viện cho chiến hạm trong các trận chiến. Trên máy bay còn trang bị phòng họp hành chính, độ sang trọng không thua kém gì phòng ở khách sạn 5 sao, phòng họp, phòng khách đa chức năng, phòng ăn, phòng thay đồ, phòng vệ sinh, thậm chí còn có phòng giải trí và phòng y tế. Đúng là một căn biệt thự trên không mà. Không lực 1 có tiện nghi đầy đủ, có khả năng chuyên chở 76 hành khách, đồng thời có yêu cầu nghiêm ngặt với thành viên phi hành đoàn. Nếu muốn trở thành phi công cho không lực 1, phải có kinh nghiệm ít nhất cho 2.000 chuyến bay trên thế giới và phải giữ kỷ lục không một sai sót trong tất cả các chuyến bay. Còn tự trang bị một dàn bảo vệ chuyên nghiệp phục vụ cho sự an toàn của Tổng thống trong suốt 24 giờ đồng hồ. Đương nhiên với sự trang bị đầy đủ như thế, tính an toàn gần như tuyệt đối, nhưng chi phí của nó cũng chẳng hề rẻ.
nghe bảo rằng những chiếc máy bay gần đây đã có chi phí chế tạo lên đến 5 tỷ đô la. Dưới sự đàm phán và nhiều nguyên do khác, giá tiền đã giảm xuống còn 3,9 tỷ đô, nhưng nó vẫn mang một mức giá cao ngất ngưởng. Đồng thời, không lực một khởi hành một tiếng đã phải tốn hết hơn 200.000 đô và đây còn là giá tiền chưa bao gồm cả chi phí bảo dưỡng, nên số tiền này vẫn chỉ ở mức ước lượng. Có thể nói, chiếc máy bay này ngoài việc đắt ra thì chẳng còn khuyết điểm nào nữa. Không lực một là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ, có thể cung cấp sự an toàn tuyệt đối cho Tổng thống. Cảm ơn bạn đã xem hết video, theo dõi kênh để đón xem những nội dung thú vị khác nhé!